khu công nghiệp lớn ấy, người Hàn Quốc, người Trung Quốc họ ở rất chi là nhiều, mà Dạ. kể cả người Trung Quốc sang quê nhà chị làm ăn buôn bán ở trên Từ Sơn ấy. Thế là họ sang từ năm 96 97. Cái hội đồng người Hoa ở Việt Nam, nghĩa là trong tỉnh chị, đông lắm. Thế là tiền ăn làm ăn buôn bán ấy, họ thế họ cũng thấy sống cũng bình thường, đâu có cái gì như là người ta nói đâu ấy. Cứ cái gì người ta cũng nói nghĩa là không đúng ấy. Thế mình thấy nó bực. Mà kể Dạ cả đúng như rồi. là người dân người ta làm ăn bình thường, đến lúc người ta làm ăn người ta treo, nghĩa là sống ở đâu thì nó phải theo ấy đúng không? Cái cộng Dạ đúng đồng rồi. người người Hàn này, nghĩa là ở Bắc Ninh chị thì nghĩa là hàng nghĩa cái dãy phố người Hàn, người Hoa ở cũng đông lắm, nhưng mà nghĩa là làm ăn buôn bán thì người ta treo cái biển ấy, nghĩa là cái biển của cửa hàng người ta ấy. Thế xong này, thấy nó cũng nói, nó bảo là kiểu như bây giờ người Trung Quốc tràn lan sang này, bán hết cả đất cho người Trung Quốc, mà trong trong khi đấy họ đầu tư vào dân ấy, có công ăn việc làm này, lương thấy ổn định, đâu có gì nó khổ đâu. Không nói cái gì Đúng nó thế, quá nó sẽ nó hô hào vậy mà được chứ, nó sẽ hô hào. nói quá ấy. Thế nhưng mà nói chung là chỉ có hô hào ở trong miền Nam thôi, còn ở ngoài Bắc bọn chị thì nó vẫn thấy bình thường ấy. Dân người ta cũng có, nghĩa là người ta cũng có hô hào nhau đi biểu tình đâu, chỉ thấy Đi treo biển Nam là đây kiểu cũng chị ơi cũng không có chị ơi, lúc đầu thì hồi xưa đó, bữa trước đó, lúc đầu mấy tháng trước gì đó thôi chứ bây giờ làm sao có là chị. Cái miền Nam thì giống như em này là chủ yếu nó là muốn kéo vào vô thành phố Hồ Chí Minh, tụi nó muốn đánh là đánh vào thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm của chúng nó hồi xưa đấy. Mà bây giờ khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng đâu có gì nữa đâu, em Bình Dương đây nè, nói chung em là giáp ranh với Sài Gòn đây. Bình Dương hả, từ khi đầu tới giờ là chưa bao giờ họ thằng ba quen là dám ho hết, lú đầu ra là túm cổ hết. Bình Dương ở đây em ở gần khu công nghiệp lớn, ba khu công nghiệp lớn cực đỉnh luôn, giáp thế ranh Sài Gòn. Em là khu công nghiệp, em nằm giữa khu công nghiệp này, khu công nghiệp chế xuất này, gần Thủ Đức này, khu công nghiệp của Tân Đông Hiệp B này, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A này, lớn luôn các nước luôn á, lớn luôn á, nó đứng đầu luôn của Bình Dương luôn á, của khu công nghiệp Singapore này, em nằm giữa luôn nè. Có thằng nào ho không? Chỉ có mấy năm trước á, thì cũng bị cũng chuẩn bị thôi là đợt vừa rồi bị mấy năm trước á, chứ bây giờ dám ho không, ra lầm cổ luôn. Vừa rồi thì chỉ có Nguyễn Thuận thôi, tại vì nó muốn là cái đầu lậu là vô tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng giờ mà về Bình Dương thì không bao giờ được. Vừa rồi cũng có mấy cũng 5 6 thằng bằng áo đồ công an đi rải đơn, đi rải trường đơn tại ngay khu công an khu vực Dĩ An em này nè, lùm cho mấy thằng liền, vừa rải trường đơn hả, lùm cho mấy thằng giờ Bình Dương dám. Nó bảo là, nghĩa là nó bảo chị, một cái thằng ở bên Úc ấy, nó bảo chị là, nó bảo chị là kiểu như là Bắc Kỳ gian xảo. Thế chị bảo là nếu không gian thì làm sao mà gửi được bọn ngụy quyền với lại bọn 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 kiểu như là bọn xâm lược Việt Nam. Thế nó bảo chị là ý là cái năm năm mấy là Việt Nam chia đôi thành hai nước. Thế là miền Bắc thì là của Trung Quốc, còn miền Nam là nghĩa là chỉ có miền Nam thì là người người Việt Nam trước ấy. Thế chị bảo là mày phải học lịch sử từ thời Việt, nghĩa là cổ đại. Tao chưa thấy người ta Đi bảo bà là que Việt dữ. Nam, người Việt Nam, nước Việt Nam chia thành hai nước, mà chỉ thấy bọn Việt Nam Cộng Hòa chúng mày nói là Việt Nam là chia làm hai nước ấy. Còn tao chỉ biết lịch sử Việt Nam là dài, nghĩa từ mũi địa đầu móng cái tới mũi Cà Mau, đến là đất nước của tao ấy. Còn mày bỏ nước đi rồi, Việt Nam tao chia thành mấy nước đấy là việc của bọn tao ấy, chẳng cần phải đến chúng mày phải lo ấy. Còn nếu Việt Nam mà có đánh nhau ấy, thì cũng có người dân bọn tao đứng lên rồi ấy. Chẳng cần nữa chúng mày ở bên nước ngoài ấy, chõ mõm về, chúng mày chẳng làm được cái gì cho dân bọn tao ấy, chỉ làm khổ bọn dân bọn tao thôi. Nó bảo là mày là ý là mày là nghĩa là tàu gian ấy,
Thế bảo là tao chẳng là cái gì, tao chỉ là dân Việt thì tao chả là cái gì cả. Nó là thằng nhá, nó khiêu khích mình á, nó khiêu khích mình lúc nào cũng được, nó đề cái chữ ha, với em đây cũng nói em được tàu chứ gì. Thế bây giờ kinh tế phát triển thì người ta tự do buôn bán, kể cả như bọn chị đấy, bọn chị cũng đi làm ăn xa ấy. Nói chung là Làm tự do buôn bán, tự do làm ăn thì nó lại bảo là Việt Nam rồi. Cho nước ngoài thuê thuê nhân công giá rẻ ấy. Thế bảo là bây giờ sống ở đâu thì nó phải theo ở đấy. Mình nghèo thì mình phải theo nghèo ấy. Chứ bây giờ ăn cơm, nghĩa là sống ở Việt Nam tiêu tiền Mỹ thì làm sao mà chống nổi. đó là chính xác chứ sao vậy. Thế cái gì, nghĩa là cái gì nó phải nói, nó phải chính xác thì mình phải sống nó bằng thật đi. Bây giờ ngu gì, cuộc sống đang yên bình như thế này xong lại còn đòi là đứng lên đòi nhân quyền, đứng lên chiến tranh để làm cái gì. Bây giờ chị nói thật với em, cuộc sống yên bình thì con cái đến trường thì sống trong hòa bình, bây giờ cuộc sống người dân Việt Nam chỉ có ăn ngon mặc đẹp ý, tiền làm, nhưng nói chung là chịu khó làm vẫn có tiền dư chứ không phải là không ấy. Còn chị nói nhá, kể cả như ở trong miền Nam cũng thế, đúng vùng nông thôn ấy, cứ thấy một người như là một người đi kiểu thì nuôi cả nhà ấy. Thế tại sao sức dài vai rộng trong đám ấy, cứ đợi người ở bên nước ngoài họ gửi tiền về ấy. Lắm. Thế bây giờ nói chung là ở trong miền Nam ruộng đồng cũng rất chi là nhiều ấy, mà cứ đợi cái người ở nước ngoài gửi tiền về, người ở bên nước ngoài thì đi làm chết mẹ chết cha đi, xong ấy đến lúc cứ xuyên tạc nhồi nhét đầu nó chẳng đúng sự thật gì cả, xong ấy cứ kêu Chúng là Việt này, Nam chúng nó không có tốt lành gì đâu chị ơi, chúng nó không có tốt lành gì đâu, có nước nó hoạt ngoài động gì cứ kêu. cho dân mình hết á, nó chẳng qua là muốn để dân nội loạn lên để nó làm đa nguyên đa đảng cho chúng nó thôi, chứ nó không có tốt lành gì hết á. Thế Nó là bảo cái là tù, nó là có âm mưu sẵn trong đầu rồi, chứ không phải là nó tốt lành gì để mà kêu dân xuống để mà đòi quyền lợi cho dân. Chẳng qua nó mượn cái cớ, chúng nó mượn cái cớ để dân nội loạn lên rồi để nó làm đa nguyên đa đảng chúng nó thôi. Chúng nó chúng mấy cái lộ lũ này nó tốt lành gì đó chị, tốt lành gì mà nó yêu thương cái đất nước này, chẳng qua nó muốn cái phục thù của nó rồi lập vô cái đa nguyên đa đảng. Còn nó mà nói chung là họ cũng chẳng, nghĩa là họ cũng chẳng tốt, nghĩa là cũng có người tốt và cũng có người xấu. Thế bây giờ đúng xúi rồi, dân mà đúng như xúi dân kiểu như là đi biểu tình, đi nọ làm kia, thế bảo là cái, nghĩa là cái tiền đấy, nghĩa là tiền thế có đáng không, ví dụ chúng nó cho độ tầm mấy trăm đô ấy, thế bây giờ đi ra đường biểu tình thì xong rồi vi phạm pháp luật thì tự dưng đương yên đương lành ấy vào trong nhà đá, xong ăn cơm miễn phí, xong rồi con cái ở bên ngoài mang tai mang tiếng có phải nhục không, mà không phải là như thế nhá, ảnh hưởng đến bao nhiêu người những chứ. quyền lợi của con ấy, ví dụ như là con nó muốn đi học an ninh hay đi học cái gì chẳng hạn ấy, nó xét về cái lý lịch không tốt thì đúng là ảnh hưởng đến con cái, xong đến lúc đấy lại nói là kiểu như là, đấy là nghĩa là cộng sản hay chính quyền họ gây nên, cái bản thân mình không tốt thì ảnh hưởng đến con cái, lại đổi cho nhà nước, lại đổi cho nọ cho kia. Nó mà làm như vậy thì nó thiệt cho bản thân nó, thiệt cho gia đình nó, những cái người đứa nào mà cầm đầu đi biểu tình đó hoặc là tiếp tay cho chúng phản động đó thì mình làm gì mình thiệt cho gia đình của mình trước mắt anh nè. Ví dụ có vợ có chồng thì thiệt cho gia đình mình trước, con cái mình trước, cha mẹ mình, Chứ thế thì gì nữa, chính quyền thì không có thiệt rồi đó, mình nó không, thiệt nghĩa cho là bản thân mình đó. mình không làm gì sai pháp luật ấy, chẳng ai người ta sờ đến mình. Còn là bảo là mình là người dân ấy, mình đang sống như thế này ấy, đất đai nhà cửa mình có ấy, tự dưng chính quyền họ vào họ cướp đất của mình không bao giờ có. Chị nói thật với em, nói thật với là như thế, Dân tham thì nhiều thì có. bây giờ người ta muốn làm đường, người ta ví dụ phải đền bù đất đai đúng không, người ta nghĩa là bao giờ người ta họp dân ấy là cái lô, cái quãng đường này đi qua cái lô đất này, mà cái nhà lô đất này là của hợp tác xã mình chẳng hạn, thế nó đền bù độ bao, độ 100 hay là 200 một xào ruộng chẳng hạn, vậy thì dân mình có nghe hay không, nếu nghe thì nghĩa là
thì đồng ý để cho người ta đền bù, còn nếu không đồng ý thì nghĩa là chẳng ai người ta dám. Cái gì nó cũng phải có dự án, nghĩa là nó cũng phải có dự án từ dăm năm về trước, chứ không phải là đột một cái người ta làm ngay. Đột một cái làm ngay có dân người ta làm loạn lên hết. Cái gì cũng phải có sự đồng ý của dân thì người ta mới dám làm, còn không bao giờ người ta làm bừa. Bây Đó là giờ ví chính dụ xác như là chị. bây giờ nhá, nói chung nhá, nếu như ở quê nhà chị nó mở khu công nghiệp chẳng hạn, thế nó muốn thu hồi đất của dân đúng không? Khi mà dự án đấy của tỉnh họ đưa xuống huyện họ họp, họ đồng ý, họ chuyển về về xã. Xã ví dụ là thôn, nghĩa là thôn cái khu công nghiệp đấy mà trong ví dụ bao nhiêu hecta đất đấy vào thôn của chị chẳng hạn, thế khi chính quyền thôn họ sẽ họp, nghĩa là người ta sẽ họp đảng ủy ở trên xã, xong rồi thông qua ở trên xã nếu được, xong về dân, nghĩa là xong người ta lại còn họp dân, nghĩa là họp dân ấy, người ta thông báo, người ta mời dân cả làng kiểu như là cả thôn đến họp ấy, nghĩa là đồng ý ra cái kiểu như là đồng ý là đền bù mở khu công nghiệp thì người ta mới làm ấy. Còn dân người ta không nghe, người ta không đền bù, nghĩa người ta không đồng ý cái khoản tiền ví dụ như là 175 triệu một sào đấy, thì nghĩa là không có ai, cả dân nghĩa là cả làng ấy, người ta không nghe ấy, thì chẳng có chính quyền nào vào cướp đất được của người ta cả. Cứ đằng vớ đằng vẩn. Đúng. Thực tiễn ra ở quê nhà chị khu công nghiệp rất chi là nhiều, thế nhưng mà dân người ta cũng đâu có bức xúc đất đai mấy, trừ giả những cái chỗ mà đất nó quá là sốt đi, nhiều người dân người ta kiểu như người ta không muốn bán, người ta không muốn giả nhà nước ấy, thì họ cứ làm ầm lên ấy. Đó đó. Còn đấy là Tại nói vì chung là nói chung là dân mình mới hiểu về ba cái đó thì nó còn hơi kém, không vậy hơi khác, chị nhìn chỉ chung nói ba này, cái còn hơi kém. mình cứ sống tốt cho cái bản thân của mình là được, khi nào mình vi phạm pháp luật, nghĩa là mình vi phạm pháp luật nhà nước họ sờ đến mình thì mình mới lo, còn bây giờ Đúng mình không làm gì sai mình không sợ, rồi, mình cứ sống đúng thôi, ai mà đợi tới ốc mình cứ mình sống cứ lo đúng mà làm cho đúng thôi, đừng có bạn đồng một, đừng có buôn ma túy, đừng cái gì mà đó, ai mà rơi tới óc mình. thế mình phải là mình chỉ biết nói thẳng là mình chỉ biết sống cho mình thôi đúng không, mình cứ sống tốt cho bản thân là được ấy, còn việc chính trị của nhà nước họ lo, còn nếu có đánh nhau hay không toàn dân họ đứng lên thì mình cũng theo, Đó chính xác. còn nghĩa là cái bọn vớ va vớ vẩn ấy nó chỉ tung tin vớ vẩn thôi, chứ còn thực tiễn ra nó chẳng dám thò mặt ra, nếu thò mặt Cái ra đứa mà người vớ ta va cũng vớ vẩn là cái đứa mà vớ va vớ vẩn cái đó là chỉ có là tụi mà ăn là cái nước mà đi lang thang rồi đường ăn đúng làm gì gì á, thì bây giờ tụi nó gửi về ít tiền là tiếp tay cho chúng nó, rồi bắt đầu đi đăng những cái hình xuyên tạc chúng nó. Nó có một cái loại vậy nè, nó là nó giờ trong một cái Facebook đó, nó giờ đăng lên những cái bài mà xuyên tạc á, là nó trả tiền đấy chúng nó trả tiền cho những cái người đó hàng tháng đăng lên những cái bài mà xuyên tạc á chị, nhá. là Chị người thấy ta sẽ chị Lisa Vũ ấy là người Hải Phòng, chị sống ở bên Úc ấy, chị nói là ở bên Úc nghĩa là cái đặc khu kinh tế của người Trung, nghĩa là đặc khu kinh tế của Tàu nó thuê đất đai nhà cửa người Trung Quốc họ cũng mua, sao không đứng lên mà đi biểu tình ấy, mà ở cứ động tí là xía rô về Việt Nam ấy, là đi nọ đi ý, là gọi nhau rầm rộ đi biểu tình nọ kia ấy. Thế xong ấy đóng một, nghĩa là chị lại thấy ở trên mạng nó nói là cái này bây giờ nhà nước ấy chèn ép dân ấy phải đóng, nghĩa là đóng thuế. Thế chị bảo là 1 năm, nghĩa là 1 năm đất nhà, chị ở nông thôn rồi đấy, 1 năm đất nhà đất ruộng của chị cũng chỉ hết độ tầm 200 ngàn thôi ấy. Còn chị đi làm công nhân nghĩa là thuế cái mức lương nếu trên à, 10 cũng ra triệu, nó ok đó chị mời. trên 10 triệu thì mới phải đóng thuế đúng không? Nghĩa là cái đóng Đúng. cái tiền thuế đấy nó không đáng là bao nhiêu, còn cái thu nhập nghĩa là từ 5 triệu trở xuống thì mình chẳng phải đóng tiền thuế nào. Đúng rồi chị, Những mình cái lại người thuê đi đâu có đáng làm kể gì đâu, nếu mà bình người thường đây mình
Đây thì nghĩa coi là như người ta làm ăn to, nghĩa là người ta làm ăn lớn thì người ta mới phải đóng thuế nhiều, còn mình là người dân kể cả buôn bán cái thuế đó, buôn cái bán cũng nhiều loài nữa chị, buôn bán giống như những cái loài mà bình thường thì lúc cũng đóng nữa, chính ra em này cũng đóng nữa. làm gì Ví có, ví dụ khi mở một cái dụ quán cái những nhà người đi hàng gì bán lớn hàng, thì như đóng chị thuế bảo một vài làm những thuế người đi bán, những người đi chứ bán hàng còn đóng rong, nhà nước nào họ thu không thuế đóng của ai những đóng bà bán hàng rong, ai đóng? ai đó như chờ gì lúc ngồi dọc đường bán ai đó bánh mì xe bánh mì bán như ai đó Thế nó bảo là ở nước ngoài đi bệnh viện, nghĩa là bệnh viện thì bảo hiểm, nghĩa là đi bệnh viện không tiền ấy. Thế mày đi làm, chị hỏi là thế mày đi làm, mày đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì cái tiền đấy, nghĩa là cái tiền đấy nó chi trả cho mày rồi ấy, thì chẳng không mất tiền. Em có nghĩa là kể cả như bọn chị đi làm công ty, bây giờ chị đóng bảo hiểm, nghĩa là đóng tất cả các khoản bảo hiểm, cả bảo hiểm y tế nữa, thì mình đi bệnh viện, ví dụ như là đẻ đái này, mổ xẻ này, thì cái tiền bảo hiểm họ chi trả cho mình hầu như là gần hết rồi. Còn nhé, dạ ví dụ như là sống hộ cũng nghèo chẳng mắc hạn, thôi thế thế lại những người mà già này, nghĩa là bảo hiểm của người già ấy, với lại những người hưu trí này, như như bố chồng chị, kiểu như là ông có lương của nhà nước ấy, bởi vì ông ngày xưa ông làm thủy lợi, bây giờ ông về hưu ấy, ông đi bệnh viện, nghĩa là ông chỉ chi trả có 0,5% tiền viện phí, còn đâu mình được hưởng là 95%. Mà cái mức, nghĩa là cái bảo hiểm, nghĩa là cái tiền viện phí, nói chung là cái tiền viện phí ở Việt Nam mình quá là thấp chứ không phải là cao ấy. đúng rồi. Bảo hiểm thì cũng mấy loại bảo hiểm chứ chúng mình không nói bỏ có bảo hiểm cao cấp khác nữa, ăn thua mình mua Đúng cái chứ. giá tiền mình giá tiền nữa. Ví dụ như em mua bảo hiểm độ tầm 20 triệu một năm thì em đi bệnh viện nó cũng là, nghĩa là cái khác rồi, đúng không? Đó bảo hiểm nhân thọ đó là mình nếu mình mua kèm chung theo cái bảo hiểm tai nạn rồi luôn á thì như bình hoàn rồi luôn á còn thì được thì tùy, chứ còn một cái loại bảo hiểm khác nữa, bảo hiểm mình mua khám mà của tư riêng đó, mà cao cấp á nó khác nữa, cao cấp khác nữa. Còn bảo hiểm y tế là bình thường thì nó có mấy sẵn tiền một năm, hình như đóng có như 500 mấy hay 500 gì em quên ta, 500 mấy à. Còn có là bảo hiểm kia ăn thua mình mua mình giá tiền một năm gì 5 triệu hay 4 triệu gì đó, nằm phòng VIP rồi luôn, đầy đủ luôn, ATC phòng Nói chung VIP luôn là mỗi năm luôn, thấy chưa nói bố, chung là đó nó có bảo hiểm là do mình tiền nữa. Còn bảo hiểm mà mua bình thường là giống như học sinh đi, học sinh là đi học với bảo hiểm nghèo đó, mình đi khám mình bình thường mà phát thuốc rồi đó thì cái đó là như một năm có 500 hay 500 mấy gì em quên đây này. Còn bảo hiểm mà cao cao cấp khác là mua 5 triệu một tháng ăn thua mình mua cứ đóng của đó chết đó, bình bình qua thử nằm hả, lo từ A tới Z luôn, coi thử tay dưa nhiều người họ chưa có hiểu đó, lo từ A tới Z luôn, nằm đã luôn á, có phòng viên rồi nằm luôn, sao không có thì tiền mà đóng bây giờ đó, Việt Nam có bảo hiểm nó theo nhiều mức bảo hiểm chứ đâu có phải là một mức đâu, đúng không? đó, đúng rồi bảo hiểm nhân thọ thì mình mua thì nó khác, cái giá tiền nó khác, cái đó là bảo hiểm nhân thọ nó khác, còn một mức cái bảo hiểm khác nữa là trong trong bệnh viện á mình nên mua luôn. Đó là mua ví dụ 5 triệu một tháng thì mình đóng chết cứ 5 triệu một tháng, đi khám là phát thuốc bắt đồ là đầy đủ, nói chung là vô phòng VIP là có điền sẵn tới là trực tiếp riêng rồi là có hết luôn. Còn bảo hiểm mà mình đóng bình thường, bảo hiểm bình thường á một năm có 500 mấy à, như ta nghỉ dưỡng học sinh vậy đó có Thì thể là nó có. cũng, nói chung là nó cũng không hết bao nhiêu, nói chung là cũng không hết bao nhiêu cả, chúng nó cứ ví được, ý là nó nói cứ ví là ở Việt Nam Ôi, so với Mỹ mê mệt quá. voi mua, nghĩa là voi ruồi, nghĩa là ruồi ruồi ví cái voi thì ví làm sao được. Bây giờ nhá, chúng mày ở bên Mỹ cái gì chúng mày đi mua đồ ăn chúng mày còn mất tiền thuế chứ chẳng phải là, ý là chẳng phải là ấy. Còn ở Việt Nam à, chúng mày chả phải mất cái đồng chó nào cả, nếu như chúng mày không đi làm công ty chúng mày không buôn bán ăn gì, chúng mày chỉ có ở nhà làm ruộng, chúng mày chẳng mất cái chó gì cả.
Đúng rồi, cá ở đây mình kéo dưới sông lên là bán liền luôn, lấy đâu đông phước. Đó đúng rồi chị, những rau ba cắt ngoài vườn đem ra ngoài bán giữa đường gì thuế đâu. Thế bên Mỹ coi tao có đóng không, một bó lau cũng đóng nữa Đấy, những người chị. đi bán, những người đi bán hàng rong này, người ta thu một, chị nói thật nhé, những cái chị ở xóm nhà chị đi ra ngoài Hà Nội đi chợ bán, trước khi một tháng người ta thu 15 16 triệu. Người ta có phải đóng tiền thuế, đồng chó nào tiền thuế, tiền người ta vẫn bỏ trong túi. Thế nhưng mà người ta chỉ thấy cái trước mắt thôi, ý là tiền vào trong túi họ thôi. Thế nhưng đến lúc già Chà, lâu lắm thì anh thấy đấy anh phụ là nên. cái tích lũy của họ Lâu không đấy. gặp anh ha. Cái tích lũy của họ đấy Em thì đổi họ cái tích hưởng này hết. anh phụ Còn những cái hàng. người mà người ta đi làm công nhân ấy, thì đến lúc giống như là người ta tham gia bảo hiểm là 20 năm thì người ta già ấy, thì người ta lại được hưởng cái số tiền, cái số tiền của bảo hiểm đấy chi trả ấy, gọi là tiền hưu. Nói chung ở đây mình cũng nhiều cái bảo hiểm, nhiều bảo hiểm. Bây giờ mình nói thì nói ráng được, nói nó nhiều, nó nhiều rồi. Chúng nó ở Việt Nam mình bảo hiểm Thế gọi là nhiều cái cái nó mặt phải bàn chính mày xác. Thế chị mới bảo là mình mới bảo nó, bảo là mày cứ một lần mày về Việt Nam, nghĩa là mày về Việt Nam mày sống với người Việt Nam ấy, thì mày khác, nghĩa là mày sẽ hiểu ấy. Bởi vì tao thấy người Hàn Quốc, người Trung Quốc ở tỉnh tao, nó ở quê nhà tao, nó thuê nhà ấy, ở có quê nhà phụ tao nên nó lên ở, không? Thế nó nào còn, ok. nó còn muốn ở Việt Nam ấy, chị đâu có phải nói. Người nước ngoài họ còn thích ở sống ở Việt Nam chứ đâu có phải là cứ bọn Việt Nam ở nước ngoài chúng mày cứ xía mỏ về chúng mày yêu nước, nó chẳng biết chúng mày yêu cái gì. Nó yêu cái, nó yêu bản thân nó chứ yêu gì. Yêu cái bản thân hận thù của chúng nó. Không yêu gì hết. Hô hào vớ vẩn ý. Nào thì bà con mùng 2 tháng 9 Sao? xuống đường để Ủa sao ra. mà nghe chị nó ủa chị nghe nè, em tiếng rõ không, sao em nghe rõ nữa? Đang hóng Chị nghe em tiếng rõ có không? chị nghe rõ. Thế mày bảo là cái gì cái cứ phải về mà để xem quê hương, xem đất nước nó như thế nào ấy. Còn mấy cái ông Việt Nam Cộng Hòa bỏ nước bỏ của chạy đến người ấy, có một muôn kiệm chẳng dám vác mặt về, vác xác về Việt Nam. Đó mình nói gì dám về gì chị, không dám về. Mình hại cái cho lo chạy riết rồi, chạy xô riết rồi. Thế mới bảo là những cái năm mình thì sinh ra trong cái thời bình ấy, nói chung lúc đấy kinh tế nghèo khổ lắm, thế nhưng mà nói chung là người ta vẫn sống được, mà vẫn nghĩa là bao nhiêu người dân ấy, người ta vẫn sống, người ta vẫn tồn tại đến bây giờ ấy. Có đâu phải là bây giờ kinh tế nước họ phát triển ấy, mà cái kiểu như thế khổ bao nhiêu người. Mấy chị ơi, bây giờ ví dụ như là nhiều người nghe chị thấy chẳng thấy có điều tốt gì cả, Tuyền đi vào trong tù ăn cơm miễn phí nhà nước phải nuôi ấy. Mà xong lại cứ đòi là nhân quyền lại quyền tự do ấy, đéo mẹ bố mày, tao phải tao cho mày, Nói cho tao mày không tự cẩn thận vùng nuôi là nước giữa trần đất. ý niệm mày vô đây tự nhiên sao mà kêu nó đá mày. Thì mày có chích chưa, mày chích chưa? Tao mới vô đây mày kêu tao có đá, biết có dấu giùm cái nha. Cầm em nó có dấu khó đọc lắm, biết có dấu đi. Mày nói mày có đá hả? Vậy mày chích chưa? Tao đang ngáo đá đó. Nói là yêu, là yêu tình yêu quái chứ yêu nước gì bạn, yêu gì tiền phá, nghĩa là tiền phá là chính. Tự nhiên sao cười lè đó rồi đi, tự nhiên ra lè cười, biết comment mà Trưng cái mặt ra chuyện đi.
trường cái mặt ra đi. Sao vậy trường? Kệ chứ, cứ nói cái gì đúng thì thôi chứ. Nói sai thì ai dám nói? Việt Nam. Việt Nam. Nam Việt. Tại sao mà nó trường cái mặt ra đi là trường cái gì? Trường mình hả? Trường Trưng cái mình ra mặt trong ra cổng đi. cực ngu hả? Ý là trưng cái mặt ra đi. À, chưng 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 cái mặt đã đi. Chưng cái Nói đúng mặt. làm gì mà phải trưng mặt, cái gì cái nó phải đúng thì thôi, chứ nói sai thì nó cũng đâu có được tốt. Nhớ chị thì chị không biết được, nhưng bọn chị thỉnh thoảng chị cũng đi hay phượt, đi phượt ở trên vùng cao ấy, thấy người Ừ. dân ở trên đấy họ sống, người ta nghĩa là người ta sống nó Sao thanh khách bình. mời phải giấu mặt à? Sao khách mời phải giấu mặt à? Khách mời không muốn được đưa ra mặt. Chị ơi, giấu mặt thì nó mới nguy hiểm chứ, còn cho mặt ra thì lại bình thường ấy. Đưa mặt này thấy bình thường phải không? Giấu mặt mới là nguy hiểm. Giấu mặt làm chuyện lớn. Giấu mặt làm chuyện lớn, không đưa mặt ra làm chuyện nhỏ. Chết chết quá. Rồi rồi bị rớt mặt nữa rồi.